Âm thanh số VN xin được kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bác đam mê audio trên toàn quốc. Và chắc hẳn những cái thiết bị và những cái sản phẩm của bản hãng Epic Audio thì chúng ta không lạ gì rồi. Chúng ta có mẫu Dark X6 MK2 hay là chúng ta có mẫu Dark D01 là một trong những cái mẫu đầu giải mã quốc dân rất là nổi tiếng của hãng Epic Audio mà đã thâm nhập vào trong thị trường audio Việt Nam 5 đến 7 năm qua. Và cái chất âm của hai dòng sản phẩm Dark quốc dân này thì chắc hẳn quý vị và các bạn đam mê audio và quan tâm đến những mẫu đầu giải mã thì không lạ gì đến cái chất âm rất là trong sạch, chi tiết và sắc nét của hai dòng sản phẩm này rồi. Đôi khi chúng ta có cảm thấy là chưa được phù hợp và chưa được nịnh tai cho lắm thì cảm giác là nghe nó hơi bị bén, nó hơi bị chói tai. Để cho chúng ta những cái cảm giác nó ngọt ngào hơn, nó nịnh tai hơn. Chính vì vậy thì bản hãng Epic Audio cũng đã cho ra mắt một dòng sản phẩm DAC tích hợp Prerian. Đây thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chi tiết về ngoại hình, cách thiết kế và cũng như là nội thất và cái khả năng tái tạo âm thanh trực tiếp của mẫu Epic Audio này. Dòng sản phẩm này chúng ta tìm hiểu đó chính là mẫu Dark A10, một cái sản phẩm Dark kèm Prerian hoàn toàn mới của năm 2023. Cửa hàng âm thanh số VN luôn cập nhật những cái phiên bản, những cái sản phẩm mới nhất của năm 2023 để cho quý vị và các bạn có thể có một cái trải nghiệm âm thanh và có một cái sản phẩm ưng ý nhất, phù hợp nhất. Chúng ta cùng em đi tìm hiểu tất cả về dòng sản phẩm này nhé. Về cái phụ kiện đi kèm của dòng sản phẩm Dark A10 này thì em cũng nói sơ sơ qua để cho quý vị và các bạn có thể nắm được cái phụ kiện đi kèm và cái cách đóng gói của nhà sản xuất nhé. Phụ kiện kèm theo của Dark A10 thì có trang bị chúng ta một dây USB để kết nối với máy tính hoặc là TV, Smart TV. Có một quyển sách hướng dẫn sử dụng và chúng ta có biết về từ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh thì chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn. Cục adapter, ở đây cục adapter khá là nặng và nguồn điện cung cấp cho chúng ta là 12V 2A. Thì chúng ta có thể cắm trực tiếp với nguồn điện từ 100 đến 240V là có thể sử dụng đến dòng sản phẩm này rồi. H10 sở hữu Bluetooth 5.1, chính vì vậy chúng ta có một chiếc dâu anten Bluetooth để tăng phạm vi bắt. Và đây chúng ta có một cặp bóng điện tử 6N3G. Là cặp bóng của Trung Quốc, chính vì vậy thì chúng ta cũng muốn sở hữu cái chất âm nó ngọt ngào hơn nữa, mượt mà hơn nữa, chúng ta có thể nâng cấp lên bóng Mỹ 5670. Cái thiết kế của dòng sản phẩm Dark kèm Prerian Dark A10 này cũng rất là độc lạ, mang cái hơi hướng cổ điển, sang trọng và không kém phần hiện đại. Ở phần mặt trước của sản phẩm thì chúng ta có một cái lớp sơn này, sơn trắng kẻ ngang ở giữa của sản phẩm này giúp tạo cái điểm nhấn nhất định để cho sản phẩm nó rất là sang trọng. Và cái mẫu thiết kế của hãng Epic Audio thì từ trước đến nay thì về cái độ thẩm mỹ, về cái độ thẩm mỹ của sản phẩm thì luôn được đánh giá không cao. Đó, bởi vì cái sản phẩm này nó thiết kế nó rất là thô. Đó, về cái vẻ đẹp thiết kế bên ngoài thì nó không được cao. Và tuy nhiên thì mẫu Dark A10 này đó đã khắc phục được những cái lỗi về độ thẩm mỹ đó. Và hôm nay thì chúng ta có một cái sản phẩm hoàn toàn mới Dark A10. Đó. Ở phần mặt trước thì được trang bị và bố trí chúng ta 3 núm volume. Ở đây thì chúng ta có thể là căn chỉnh volume tổng này, căn chỉnh thêm một chút bass này, chút chép này, đó, và cái này thì tùy theo khẩu vị và cũng như là cái gu nghe nhạc của từng người. Mọi người có thích nhiều bass thì chúng ta tăng nhiều bass lên một chút, đó, thích nhiều chép thì chúng ta tăng nhiều chép lên một chút, và cảm giác bộ đàn nó hơi chói thì chúng ta đẩy thì bass, giảm thì chép đi, đó, làm sao để cho nó phù hợp với cái gu nghe nhạc của mọi người. Và phần mặt trước bên trái này thì chúng ta có logo của hãng Epic Audio, và phía bên dưới chúng ta có một nút bấm. Ở đây thì nút bấm này kết hợp với chúng ta tắt bật nguồn, chọn chế độ đầu vào, đó, rất là tiện. Và ở dưới là có tên model Dark A10. Và đây thì chúng ta có một lỗ chân cắm 3.5. Đó, chân cắm 3. Em xin lỗi, chân cắm 6.35 ly. Ở đây thì chúng ta có thể cắm và kết nối với tai nghe ở bên ngoài cũng rất là hay. Và xong sản phẩm này thì nó là Dark kèm Prerian. Chính vì vậy thì ở bên trên thân máy thì chúng ta có hai bóng đèn. Ở đây thì nhà sản xuất trang bị chúng ta là bóng đèn 6N3G. Đó là bóng đèn của Trung Quốc, thuộc dạng bóng đèn 9 chân. Và cái cách kết nối của bóng đèn này thì nó cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần lưu ý một chút thôi. Ở phần chân bóng thì nó sẽ có một cái điểm khuyết nhất định. Đó, và ở trên thân bóng cũng vậy. Đó, chúng ta cắm làm sao, lựa làm sao nó vào đúng cái điểm khuyết và đúng cái khớp đấy và chúng ta dí xuống là được, nhẹ nhàng tình cảm. Đó là chúng ta có thể sử dụng rồi. Về phần mặt sau của sản phẩm. Đó, ở đây bên cạnh sườn thì chúng ta có mã vạch và số seri. Đó. Và sản phẩm này thì được làm bằng hệ thống nhôm sần cát, nó rất là đẹp và mịn. Có đôi chút là bám vân tay nhưng mà tuy nhiên thì nó không giống như những cái mẫu của SM, SL bám ăn vân tay ở đấy. Và cái mẫu này thì chúng ta này có thể để ý này, đó, bám vân tay một chút thôi là nó sẽ bay mất đi ngay. Đó, vì vậy thì mang lại cái thẩm mỹ và cũng như là cái độ sạch sẽ cho sản phẩm cũng khá là cao. Đấy là một cái đánh giá cao về cái mẫu Dark A10 này. Đầu vào ở thiết bị thì chúng ta có được trang bị chúng ta này, đầu vào Bluetooth 5.0, sử dụng con chip rất là cao cấp Qualcomm 5125. Là một con chip rất là nổi tiếng mà hầu hết ở những con Dark giải mã ở trong phân khúc bình dân bây giờ cũng đều được trang bị.
đến con chip Qualcomm 5125. Đó. Và con chip này thì cho chúng ta cái độ ổn định và độ truyền tải tín hiệu nhất định. Và đây thì chúng ta có cổng USB in đó để chúng ta kết nối với máy tính hoặc là TV. Ở đây thì DAC A10 được trang bị và cũng như mạ vàng cho cái chân cắm này giúp truyền tải tín hiệu và cái độ ổn định tín hiệu truyền đến cho thiết bị làm sao để hoạt động một cách mượt mà nhất. Và cổng quang optical hầu hết trên những mẫu đầu giải mã nào phổ thông nào ở phân khúc giá bình dân thì cũng đều được trang bị chúng ta cổng quang đó, để mà chúng ta có thể kết nối với TV hoặc smart TV nghe nhạc mạng, nhạc từ YouTube rất là hay. Và đây thì khi mà chúng ta muốn DAC A10 chỉ hoạt động cái chức năng play đèn, khi mà em che cái phần này đi thì chúng ta có thể thấy này đó, đây thì chúng ta chỉ hoạt động có chức năng play đèn, chúng ta cắm cổng aux in đó, cổng aux in là cắm, ví dụ chúng ta cắm từ thiết bị ví dụ như vang này, chúng ta cắm từ vang xuống DAC A10 hoặc là cắm từ vi xuống DAC A10 đó và xuống xuất ra đường tín hiệu aux out này, chúng ta cắm thẳng xuống âm ly hoặc cục đẩy, có thể can thiệp chúng ta cái tiếng mic, tiếng nhạc cũng rất là hay đó. Và ngoài ra thì mẫu DAC A10 được trang bị cổng xúc out mà em thấy chưa thấy có mẫu DAC nào ở phân khúc giá tầm trung trên dưới 5 triệu mà được trang bị cho chúng ta cổng xúc out để chúng ta chơi xúc điện. Đấy cũng là một cái đánh giá rất là cao về cái hình thức và cũng như là cái hiệu năng sử dụng của DAC A10. Sản phẩm này thì sử dụng điện 12V đó, và có và sau đây thì chúng ta cùng em đi tìm hiểu đến phần ruột gan của sản phẩm này để xem là với cái hiệu năng sử dụng như vậy, với cái độ thẩm mỹ như vậy thì cái nội thất của em nó ra sao và cái khả năng tái tạo âm thanh của em nó như thế nào, để mà liệu chừng có xứng đáng với mức đầu tư 3.150.000 đồng hay không nhé. Để tránh làm mất thời gian của quý vị và các bạn thì em đây em đã tháo sẵn một cái mên mạch của một chiếc DAC A10 này ra đó. Và đây thì chúng ta có thể thấy đây, cái hệ thống mên mạch của chiếc DAC A10 này được trang bị rất là nhiều con chip quần tụ đó, có thương hiệu đến từ Nhật, từ Đức, từ Mỹ đó. Và ở đây thì em sẽ đi chi tiết một chút về phần tụ trước nhé. Ở đây thì về phần nguồn của sản phẩm DAC A10 này thì đánh giá rất là cao đó, nhà sản xuất có thông báo là đánh giá rất là cao và trau chuốt tỉ mỉ làm đến phần nguồn. Ở đây được trang bị chúng ta một cái nguồn xuyến, cái biến áp rất là to đó, mà em thấy là ngay kể cả DAC SMSL Radio 100 cũng chưa được trang bị con chip cái hệ thống nguồn xuyến to như thế này. Và ngoài ra đó thì có thể thấy đó chính là 11 con tụ Nichicon của Nhật. Đó, đây là cái tụ điện Nichicon của Nhật giúp cho cái sản phẩm này có một cái hệ thống nguồn chạy rất là ổn định. Đó, và hơn thế đó là chúng ta có thể thấy được là có thể nhìn thấy tụ Vima của Đức này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con tụ Vima của Đức. Tụ Vima của Đức này là cái tụ điện chuyên dùng để cho trong giới audio với cái chi phí rất là cao. Đó. Với cái chi phí để mà đầu tư với một con tụ Vima của Đức này thì em có tìm hiểu thì nó rơi vào đâu đó khoảng từ 8 đến 90.000 một con. Đó. Vậy thì 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con tụ này cũng đã là một số tiền khá là lớn rồi. Đó. Vì vậy thì chúng ta có thể thấy là nhà sản xuất rất là tâm huyết tỉ mỉ để mà trau chuốt tạo ra cho chúng ta một cái mẫu DAC A10 này với hệ thống nguồn điện nó rất là ổn định. Và tụ Vima của Đức này thì giúp cho cái nguồn điện này thì ổn định hơn, lọc sạch cái nguồn điện hơn, nó chống nhiễu khá là tốt. Và không chỉ có tụ Nichicon, tụ Vima của Đức mà chúng ta còn có thể thấy là tụ Elna của Nhật. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con tụ Elna của Nhật. Đó. Cái tụ Elna của Nhật này thì thường thấy như những mẫu SMSL D6 hay là D100 cũng được trang bị nhé. Nhưng mà chỉ được trang bị đến những hai con thôi. Ngay DAC A10 này, mức đầu tư 3.150.000 thôi, được trang bị lên những 7 con tụ Elna. Nó có thể thấy là phần nguồn của DAC A10 này rất là khủng. Đó. Nguồn của DAC A10 này rất là khủng. Và chúng ta có em có nhìn thấy nữa là có 3 cái dưa lê Nixon. Đó, dưa lê Nixon là một cái dưa lê rất là nổi tiếng mà cái dưa lê này giúp chúng ta cái hệ thống âm thanh nó được chuẩn chỉ nhất. Đó, giúp chúng ta cái phần tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra ở mức cân bằng nhất. Đó, tránh đi cái trường hợp mà tín hiệu đột ngột nó làm ảnh hưởng đến thiết bị bên ngoài. Và đây thì tạm dừng đến phần tụ thì em sẽ đi đến phần chip. Ở đây chúng ta có thể thấy là một cái opam này. Đây thì là opam được thiết kế theo dạng cắm rút. Và đây opam này thì là opam 1612A. Nó là một cái opam hệ mạch dán. Và đây thì nhà xuất có thiết kế chúng ta dạng cắm rút này để chúng ta có thể là chế cháo hoặc là
độ chẳng hạn. Đó, chúng ta có thể độ lên những cái ô pam như là Muse 02 để có cái chất âm nó tuyệt vời hơn nữa, thì chúng ta có thể là độ hơn, độ lên. Và cái hỗ trợ độ ô pam này thì bên cửa hàng âm thanh số VN cũng hỗ trợ cho quý vị và các bạn nhé. Đó, với trên thị trường với mức giá là 750.000, nhưng mà tuy nhiên thì cửa hàng âm thanh số VN thì khi mà chúng ta độ ô pam, muốn độ ô pam thì cửa hàng chỉ hỗ trợ với mức giá là 650.000 thôi. Đó. Và chip Bluetooth ở đây thì em đã nói là Bluetooth 5.0 thì sử dụng con chip rất là nổi tiếng, Qualcomm 5125. Em sẽ cố gắng lấy nét cho quý vị và các bạn này. Có ngay cả những mẫu đầu giải mã có thương hiệu và mức đầu tư trên dưới 10 triệu đồng như là SU9 Pro hay là SU9 thì cũng đều được trang bị con chip này cả. Có thể thấy là về cái hệ thống Bluetooth của DAC A10 này cũng rất là mạnh. Và tiếp theo thì chúng ta đến với phần chip giải mã này. Chip giải mã ở đây thì được trang bị chúng ta là chip ES9018K2M, một con chip rất là nổi tiếng của Mỹ. Đó, một con chip rất là nổi tiếng của Mỹ mà cho chúng ta cái khả năng tái tạo âm thanh và cũng như là cái khả năng chơi nhạc vàng, bolero trữ tình thì rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều các con chip con tụ khác. Đó. Ở đây thì điểm sơ sơ qua thì cũng có vài mẫu nổi tiếng và cũng như là có vài cái con chip quan trọng cho chúng ta. Đó. Đây là cái chip xử lý tín hiệu Bluetooth này. Đó. Em sẽ cố gắng lấy nét cho quý vị và các bạn này. Ở đây thì cái chip xử lý tín hiệu Bluetooth thì cái chip rất là nổi tiếng, nó CM6642 xử lý đường vào tín hiệu Bluetooth để cho quý vị và các bạn có một cái khả năng trải nghiệm âm thanh tuyệt vời nhất của DAC A10. Và ngay cả cái đường tai phone số 6.35 ly này cũng được trang bị chúng ta cái opam khuếch đại, đó, opam 6120A2, nó cũng là một cái opam rất là có thương hiệu để mà chúng ta có thể là chơi ở cổng tai nghe. Với cái hệ thống liên mạch này thì em cảm thấy là bản hãng Epic Audio được trang bị và cũng như là rất là tỉ mỉ để mà lắp ráp và hoàn thiện chúng ta một cái sản phẩm DAC A10. Đó, cho chúng ta cái hiệu năng sử dụng và cái chất âm nó được ngọt ngào, được nịnh tai hơn, đó, mượt mà hơn. Để mà chứng minh được cho cái điều mà em nói thì chúng ta cùng em đi trải nghiệm đến cái khả năng tái tạo âm thanh của sản phẩm DAC A10. Đó, và xin mời quý vị và các bạn. Một cái đoạn video ngắn để em test chất âm thực tế của sản phẩm DAC A10. Mọi người có cái đánh giá ra sao về khả năng tái tạo chất âm và cũng như là cái cách thiết kế ngoại hình về phần nội thất của sản phẩm DAC A10 thì hãy cho em phần bình luận ở phía bên dưới video này nhé. Và trong sản phẩm này bên cửa hàng âm thanh số VN đang có mức giao lưu với các bác là 3.150.000 đồng miễn phí vận chuyển toàn quốc, và ngoài ra thì tặng kèm cho chúng ta một sợi dây quang ly tông của Mỹ. Đó, sợi này, sợi dây quang này thì có thể là tùy thuộc vào chúng ta có thể lựa chọn là độ dài từ 1,5m này, 2m này, 3m này, đấy là cái lựa chọn của chúng ta. Đó, và ngoài ra thì chúng ta không lấy dây quang ly tâm thì em sẽ tặng chúng ta một phần quà, đó chính là
một cọng dây OTG để chúng ta kết nối với từ điện thoại, chân cắm điện thoại Samsung của chúng ta kết nối thẳng vào cổng USB của sản phẩm DAC A10. Và sản phẩm này thì được cửa hàng âm thanh số VN bảo hành cho chúng ta là 1 năm, đó, 1 năm sử dụng. Và nếu trong trường hợp 30 ngày đầu tiên có lỗi thì bên em sẽ đổi mới cho quý vị và các bạn. Sản phẩm này thì có ship code toàn quốc đến cho quý vị và các bạn. Các bạn chỉ cần để lại số điện thoại, đặt hàng và sau đó thì chúng ta nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng đủ phụ kiện thì chúng ta thanh toán cho em là được. Vâng, cửa hàng âm thanh số VN xin được kính gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ cũng như là để ý đến kênh YouTube của âm thanh số VN. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau.